Ngày xưa ấy, mình là một cái người mà rất là hay ốm đau bệnh tật. Tức là mình sống với cả thuốc là từ bé cho tới lớn luôn. Nhưng mà từ khi mà mình biết tới câu hồng danh của Phật Dược Sư, tức là câu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, thì từ đó là tất cả các loại bệnh của mình mắc phải, mình đều không bao giờ dùng thuốc nữa. Và mình chỉ có nhất tâm niệm Phật để chữa bệnh. Và từ đó trở đi là các loại bệnh của mình là tự nhiên dần dần là khỏi. Cho nên ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ lại cho mọi người câu hồng danh của Ngài, để nếu như những ai ở đây hữu duyên thì mọi người có thể niệm theo cái câu hồng danh đó để mọi người chữa được bệnh. Những ai mà theo dõi mình lâu rồi ấy, thì chắc chắn là sẽ biết câu hồng danh này, bởi vì mình rất là hay nhắc tới hồng danh của Ngài. Dường như là hồng danh của Ngài đã cứu sống cuộc đời mình. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người và hát tặng cho mọi người nghe câu thần chú của Phật Dược Sư. Mọi người có thể lắng nghe hàng ngày này để chữa bệnh này, rồi là mọi người phát tâm tụng, đọc hoặc là niệm theo để tự chữa bệnh cho bản thân mình nha. Thế ta ôm bê căn chê, bê căn chê, mà hà bê căn chê, chát chát san mù cát tê sâu.